Đây là Honda Wonder X. Đây, hình hình người ta chụp đẹp không? Ra ngoài thực tế sao mấy ông kia chụp kỳ quá ta. Đây, Wonder X, tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn, mang diện mạo của một siêu xe thể thao cao cấp. Wonder X hoàn toàn mới sở hữu thiết kế ấn tượng mạnh mẽ cùng với các chi tiết được tinh chỉnh công phu, tất cả hội tụ để tạo ra siêu phẩm mang đầy tính đột phá của Honda. Cầm nền pha LED này. Đó. Cái đuôi. Nhìn cũng đẹp. Nhìn cái đồng hồ. Hồ tua. Báo số. Km trên giờ, tốc độ. Nhan. Pha. Chế độ động cơ. Số no. Nước ngầm mát ABS. Cái chip này từng nhanh hết giờ có thời gian hồi luôn, có đo tiêu hao nhiên liệu luôn. Ngay nút bấm này thì cái tay dắt của nó mấy anh em ẹp là winner rồi đó, hay thích cắt mấy này nè, giờ làm sẵn luôn. Bô. Bô thì nhìn cũng cứng cáp, đặc biệt là cái bát tăng sơn này, nhìn nó coi được chắc rồi, đĩa bông rồi, phục màu đỏ nha. Cái này cái dè con nó hơi ngắn thôi, không có dè con luôn. Này tên đạp. Học gió nè, gió đi vô đường này, tháo cho đường này. Chung là yên này cũng thiết kế giống kiểu yên cũ nhưng mà chắc có thay đổi tí. Nhìn cũng đẹp, nhìn chân hình đây đẹp đó. Rồi thiết kế thì nó đánh giá là Wonder X, tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn, mang diện mạo của một siêu xe thể thao cao cấp. Wonder X hoàn toàn mới, sở hữu thiết kế ấn tượng mạnh mẽ cùng với các chi tiết được tinh chỉnh công phu, tất cả hội tụ để tạo ra siêu phẩm mang đầy tính đột phá của Honda. Mấy cái này trang web Honda nó mới sửa lại cho nên không có bấm được thông số cái thật này các bạn. Có thượng bản thân thì nó sẽ có hai loại hay gì, có thể là một bản ABS và không ABS. Không ABS thì 123, có ABS thì 124. Có thể là vậy chứ mình không biết chắc nữa. Về chiều dài ổng độ cao thì dài tới 2m, cao 727. 727 hơi cao. Y này rộng. Còn chiều cao của nó là 108 mm, mà cao 1m mấy. Khoảng cách chụp bánh xe là 1m2. Độ cao yên 795 à. 795 hình như là cao hơn, là cao hơn mấy chiếc GX hoặc là mấy chiếc Bandit nha. GX thì 795. GX của Suzuki nha các bạn. GX S150 thì một chỉ có 785 mm thôi. Còn hệ Wonder X này tới 795 mm nè. Khoảng sáng rầm
7 là 150mm là 15cm, khoảng cái khoảng cái khoảng sáng rộng của mấy thằng Honda nó hơi cao hơn mấy hãng khác. Dung tích bình xăng thì 4.5 lít, lít trước thì thông số thì vẫn như cũ hay gì 90, 80, 17, 120, 70, 17. Lít trước thì vẫn là công nghệ đó, nhưng mà cái kiểu thiết kế nó khác, để nó bắt cái mỏ vè nó đâm thẳng vô luôn. Phục sau thì công nghệ như cũ, nhưng mà cái màu sơn hoặc là mấy cái sơn lại cho phù hợp với cái màu áo. Động cơ thì giống như vậy thôi, công suất thì ở trong nó tinh chỉnh thì mình cũng không rành lắm. Dung tích xi lanh 149.1 cm khối. Honda thì nó làm đường kính với hành trình bê tông nó gần bằng nhau. Tại cái này là cái thông số lý tưởng, cũng với cái động cơ bây giờ thường người ta làm như vậy cho nó bền. Mỹ số nén thì 11.3 V1, công suất tối đa là 1.5 kW/9.000 vòng/phút. Moment cực đại thì 13.5 Nm ở cái tốc độ là 6.500 vòng/phút. Dung tích nhớt máy á, là nó cũng như cũ thôi, tại vì có thể là máy cũ mà 1.1 lít khi thay nhớt, 1.3 lít khi ở máy. Còn hệ thống truyền lực thì vân tay 6 số với động điện. Cái này nó gỡ luôn cái nó lược bỏ cái cần khởi động luôn các bạn. Nè, có cái bát che là cái gác chân á, gác chân của người trước và gác chân có thể gặp là đường. Nó đã khắc phục và theo yêu cầu của mấy bạn rồi. Cái chân có thể gặp lên được.